Dạ và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Dạ chúc bà con thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này nha. Dạ bà con xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật những cái mẫu ghe, những cái mẫu máy mới nhất trong ngày tháng nha. Và hôm nay em lên cho cô chú anh chị mình một con cô le bàn đè bốn vực. Hôm nay ra đường để em quay cho bà con mình tham khảo chơi nha. Dạ máy này là dòng thuộc dòng sưu tầm. Dạ ai có đam mê thì cứ liên hệ với em. Dạ xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip. Chúc bà con mình thật nhiều sức khỏe. Mời cô chú anh chị. Dạ và đây là hình ảnh của em cô le. Dạ bàn đè bốn vực đây nha cô chú anh chị. Đây là cả tổng quan bên ngoài. Hiện tại thì chi tiết của em nó còn mới tầm khoảng 97% nha cô chú anh chị nha. Dạ giá máy này hiện tại ở phía ngoài nhập về là 79 triệu mấy trăm là 80 triệu. À, cái phần giá em sẽ để ở dưới cho bà con mình coi luôn trong cái phần này. Dạ toàn bộ chi tiết thì rất là đẹp. Và hôm nay thì có cái phần chi tiết nổ máy cho bà con mình luôn. Túp lô túp ly đầy đủ nha bà con nha. Hiện tại con này là vận hành tự động. Nó giải nhiệt bằng gió luôn bà con. Còn zin từ A tới Z nha cô chú anh chị. Máy nhập nguyên cục luôn, đỉnh lắm. Dạ, co le này là của hàng Italy nha cô chú anh chị nha. Đây, hiện tại chi tiết rất đẹp. Và tiếp tục là cái clip test cho bà con mình. Dạ thấy được liên hệ với em nha. Dạ và đây là giá tiền ở nước ngoài sau khi nhập về Việt Nam. Và đây là chi tiết cho bà con. Dạ khi bật vào thì đèn tắp lô hiện đỏ. Dạ đề xong thì nó sẽ ok. Đó, tắp lô đề sạc đầy đủ nha bà con nha. Tổng body luôn nè bà con. Cực kỳ đẹp. Cô le nha, bàn đè bốn giật là có thiệt nha bà con. Bởi vì cái máy này đề được, giật được luôn. Nhưng mà hai máy nó chỉ có một cò thôi. Chẳng hạn như khó không có đề được nữa, hết bình đó, thì bắt đầu mình đè, giật. Đây dàn hơi đây cô chú anh chị. Thử hơi hám lên cho cô chú anh chị mình. Đó. Máy chuẩn mới nha cô chú anh chị nha. Cổ bô là chưa cháy luôn. Cho nên dàn hơi thì khỏi phải bàn rồi. Đó, cổ bô chưa cháy luôn còn rất là đỉnh. Lâu lâu được một em dạ lạc lòi để cho bà con mình thử thử máy luôn nha bà con nha. Dạ rồi, và bà con coi được liên hệ số điện thoại để bên dưới. Coi máy ở Cồn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang nha cô chú anh chị nha. Giá bán là 22 triệu nha cô chú anh chị, dành cho những tín đồ đam mê nha. Dạ bà con nào ai đam mê thì liên hệ với em, tắt điện luôn nha. Đó, heo tắt điện luôn. Dạ xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới. Hẹn gặp lại cô chú anh chị. Bye bye bà con, chúc bà con thật nhiều sức khỏe trong mùa dịch này. Tạm biệt, bye bye.